Xin chào tất cả các anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Dạ, cả nhà biết ơn thầy. Xin chào thầy. Chào chị Ly, Dạ, rất biết ơn sự hiện diện của cả nhà mình. À, bây giờ thầy. dạ bây giờ mình nhịp cánh bướm ha, mình vô mình tập. Các anh chị ngồi xuống giúp Phương. À, các anh chị có thảm hết chưa? Mình trang bị một cái thảm yoga, một cái khăn và một bộ đồ tập cho thoải mái. Bộ đồ rộng rộng đó tập cho thoải mái nha cả nhà, nhưng nhớ đừng mặc váy. Rồi bây giờ cả nhà mình nè, trước khi ngồi xuống nè, các anh chị lấy tay kéo cái mông mình lên, kéo cái mông lên hai bên mông để ngồi lên cái ụ xương ngồi để mình ngồi đúng cái vị trí. Rồi hai chân kéo sát về, hai bàn chân kéo sát về, hai bàn chân kéo sát về. Rồi mình siết nhẹ cơ bụng, thẳng cái lưng lên, thẳng cái lưng mình lên, hai tay nắm hai bàn chân và các anh chị nhịp hai cái chân của mình. Như cái quần này của Phương là nó hơi bó nè, nên quá trình nhịp như thế này nó chưa có mở ra hết được biên độ. Rồi các chị nhịp hai đầu gối mình mạnh xuống ha, cho nó chạm xuống sàn, ai chạm được xuống sàn thì càng tốt. Bài này sẽ hỗ trợ cho quả thận của mình. Bài này thì các anh chị bảo dưỡng thận, quả thận đó cả nhà, nên hàng ngày các anh chị cứ rảnh dành thời gian khoảng 5-10 phút gì nào mình ngồi nhịp liên tục bảo dưỡng, rồi giúp cho khí huyết được lưu thông tốt hơn. Có xài nên phải có dưỡng ha, còn các anh chị chỉ biết xài không mà không dưỡng thì không được. Dưỡng ha, dưỡng thận. Thận chủ cốt, với góc nhìn của đông y thì thận chủ về cốt, thì khi thận của mình khỏe thì xương cốt của mình cũng khỏe. Thì nhiều anh chị có chia sẻ với Phương á, đó là bị đi tiểu đêm với cả nhà, thì họ nhịp cánh bướm như thế này là qua thời gian cái hết hết đi tiểu đêm. Những anh chị nào đang bất ổn về thận á, muốn quả thận mình khỏe lên, hàng ngày dành thời gian nhịp cánh bướm, thận bằng quang. Thẳng lưng mình lên ha, chứ đừng có ngồi trùng cái lưng xuống vậy. Các anh chị nhớ là thẳng cái lưng lên, chỗ cái vùng thắt lưng á, thẳng cái lưng lên. Rồi cách hợp hơi thở thì Phương chưa có chuyển giao cách hít thở, thì các anh chị cứ hít thở theo cách của mình đi. Rồi hồi nữa thì mình vào nhận khí. Rồi bây giờ mình qua bài bổ thông kinh lạc. Các anh chị ngồi xếp bằng lại thoải mái, thẳng cái lưng của mình luôn, thẳng cái cột sống lên. Rồi các anh chị bổ mặt ngoài cánh tay trước ha, mặt ngoài cánh tay hỗ trợ cho tim. Thì nắm đấm lại ngày hôm qua Phương có hướng dẫn á, bổ từ đầu cánh tay là bổ dài xuống hết cánh tay của mình với cái câu khẩu quyết: xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn, hay cả nhà. Rồi bắt đầu. Thì tay của mình các anh chị để ra phía trước mặt gì nào, đừng có để bên gì bổ, tại vì để bên gì các anh chị nghiêng qua đây bổ nào, cái người mình nghiêng qua thì cái hệ thống ngăn cơ của cuộc sống nó bị lệch đi, nên mình phải ngồi thẳng lên và để tay phía trước, thì các anh chị ngồi giữ được thẳng ha. Xin lỗi bạn, xin lỗi
Phong cảnh tôi yêu là bỏ từ 5 đến 10 lần thì các anh chị đổi bên. Vỗ mình nghe cái tiếng kêu bọt bọt hay cả nhà, vỗ nhẹ quá thì nó không có đủ cái lực để nó vào cơ của mình. Còn vỗ mạnh quá thì các anh chị sẽ rất là đau, nên vỗ một cái lực mình cảm nhận lực nó vào cơ. Xin lỗi mà không tin. Tôi thì nghe cái hõm tai như thế này là các anh chị vỗ á, nó có tiếng kêu bợt bợt, đó là mình vỗ đang kết hợp với khí khí ở lòng bàn tay nè ha, khí ở lòng bàn tay. Thì những anh chị mà lần đầu vỗ á thì có thể là khi mình vỗ thế này nó hơi đau, vỗ hơi đau thì các anh chị cứ tiếp tục vỗ vài bữa nữa nó không xuống càng hết ạ. Rồi, tiếp theo là vỗ mặt trong cánh tay, hỗ trợ cho phổi của mình, giúp phổi ngày càng khỏe mạnh hơn. Thì các chị vỗ mặt trong cánh tay, đường mặt trong cánh tay của mình ha. Để Phương kéo cái camera gần lại để các chị thấy rõ. Rồi được hai cả nhà. Rồi mình đổi bên. Các anh chị hàng ngày mà bổ cái này thôi là cũng đã thấy khỏe rồi. Tại vì máu huyết, khí huyết nó lưu thông. Khi bổ như thế này là khí huyết nó lưu thông tốt. Đừng có bổ nhẹ quá ha. Các anh chị mà bổ gì nè, lực nó nhẹ quá, nó không có lực để nó vào, nó không có tác động được, nên phải nghe tiếng bọt bọt nè. Đó, thấy cái da tay của mình nó hơi ửng đỏ lên là coi như khi mà đã bổ tốt. Rồi với bài này á cả nhà thì các anh chị có thể làm cho ba mẹ của mình, ví dụ như những ông bà lớn tuổi á, cái mình chăm sóc, cái mình có thể lại mình phổ thông kinh lạc cho ba mẹ, hoặc là con của mình nó mới bé một nhỏ tuổi á, vài tháng tuổi hay 1 2 tuổi đó, mới bé chưa biết vỗ á, thì các anh chị có thể vỗ cho mấy bé. Thì với mấy bé thì các anh chị vỗ một cái lực nó khác với mình, có thể là dùng 2 ngón tay của mình hay 3 ngón tay là mình vỗ lên, mình dùng cái ngón tay mình vỗ ha, tại vì em bé còn nhỏ ha. Lớn tuổi cũng vậy thì cái lực cũng phù hợp với ông bà. Rồi các anh chị xuôi hai chân ra, xuôi hai chân ra mình sẽ bổ chân. Mặt ngoài chân á mình sẽ hỗ trợ cho hệ thống tiêu hóa, hệ thống tiêu hóa của mình. Phương ngồi ngang ha, thì các anh chị sẽ bổ từ cái đùi của mình nè, từ cái bờ mông này các anh chị bổ dài xuống. Xin lỗi bạn, thì chân nó dài hơn thì các anh chị đọc 2 lần xin lỗi bạn.
Mong cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Đó, các anh chị bổ xuống tới mu bàn chân luôn để hỗ trợ cho lá gan của mình xuống tới mu bàn chân luôn. Nha. Rồi tiếp tục lặp lại. Với chân của mình á thì cơ nó dày hơn thì các chị bổ một cái lực mạnh hơn so với tay. Trợ cho hệ tiêu hóa. Bài này rất là hay khi mà anh chị nào mà bị bón á mà đi vào vệ sinh mà đi không được các cả nhà, nó khó đi á. Các anh chị vừa đi á vừa ngồi các chị vừa bổ như thế này. Vừa ngồi vừa bổ là một hồi là đi được. Nó kích thích cái thần kinh đó. Vừa ngồi vừa bổ, vừa ngồi vừa bổ. Vừa ngồi vừa bổ. Tôi yêu bạn, xin lỗi bạn, mong thông cảm, tâm cảm, tôi yêu bạn. Đấm đấm mình bộ nó dính liền ha, nó liền nhau. Hồi lúc trước khi chị Phương chưa biết bộ môn thay gân đổi cốt này, vào năm 2016, 17 gì đó, Phương nhận được cái này nè, bài bổ thông kinh lạc các anh chị, rồi uống nước đúng cách, tắm nước đúng cách đó. Thì có một người cô khó ngủ, tối ngủ là cô ngủ không được, khó ngủ, ngủ ngon. Cái Phương hướng dẫn cho cô cái bài bổ thông kinh lạc trước khi đi ngủ, rồi uống nước đúng cách. Thì đêm hôm đó cô ngủ rất là ngon, sáng cô báo với Phương là cô ngủ ngon. Nên các anh chị tối trước khi đi ngủ á, cái mình làm bài này, bài bổ thông kinh lạc nha. Còn tí nữa bài massage hồi xuân cơ thể cũng vậy luôn, tối trước khi đi ngủ á cái mình bổ thông kinh lạc, cái mình massage hồi xuân cơ thể. Sáng khi thức dậy thì các anh chị cũng làm nhìn cánh bướm nè, rồi bổ thông kinh lạc, massage hồi xuân cơ thể. Rồi bây giờ các anh chị bổ mặt trong chân, bổ mặt trong chân, cái đùi trong chân của mình nè, từ cái bẹn háng các chị bổ dài ra, từ sát cái bẹn háng này bổ dài ra ha. Rồi vẫn là cái nắm đấm của mình bổ vô đây, cái đùi non bên trong nè. Thì bên mấy chị nữ thì cứ bổ thoải mái, thì Phương chỉ nhắc mấy anh nam chú ý tí xíu thôi, quá trình bổ sát cái háng của mình ha. Rồi chị bổ. Trong chân thì hỗ trợ cho quả thận của mình cả nhà, mặt trong chân hỗ trợ cho thận. Anh chị tiếp tục bổ ha. Mình bổ khoảng 5 đến 10 lần gì đó rồi mình chuyển. Vài bữa nữa khí huyết của mình lưu thông tốt á, các anh chị chỉ ngồi bổ như vậy thôi là mồ hôi nó tuôn ra. Ngồi nhịp cánh bướm kết hợp hơi thở bổ thông kinh lạc là mồ hôi nó tuôn ra. Rồi bây giờ mình qua bài massage hồi xuân cơ thể nha cả nhà. Các anh chị ngồi xếp bằng lại giúp Phương, hoặc là các anh chị có thể ngồi kiết già hoặc là bán già và thẳng cái lưng của mình lên. Nhớ là cái mông của mình ngồi lên hũ xương ngồi nha, ngồi lên cái hũ xương ngồi của mình, thẳng lưng lên. Rồi các anh chị xoa tay thật nóng. Bài này sẽ hỗ trợ cho máu tuần hoàn lên não rất là tốt. Xoa tay thật nóng mình lên. Các anh chị xoa như nào thấy nó bốc khói lên thì được.
bây giờ mình sẽ vuốt đầu. Các anh chị đặt 10 ngón tay của mình nè, phần thịt ngón tay nha, chứ không phải là dùng phần móng nha cả nhà, nhớ là cái phần thịt của đầu ngón tay nè. 10 đầu ngón tay các anh chị đặt từ cái chỗ chân mày của mình nè, các anh chị đặt vào đây. 10 đầu ngón tay các anh chị vuốt lên đường đầu và vuốt ra phía sau ót này luôn, ra vuốt ra tới sau phía sau ót kế này luôn. 10 đầu ngón tay miết vào cái da đầu của mình, các anh chị vuốt vào cái da đầu nè, nó tác động vào da đầu của mình, chứ mình không phải là lướt lướt trên tóc nha, mình không có lướt lướt trên tóc mà là vuốt miết vào da đầu của mình. 36 cái cả nhà, các anh chị vuốt 36 cái, rồi vuốt 36 cái ha. 1 2 3, thẳng lưng lên, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 10 đầu ngón tay miết vào da đầu, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. Các anh chị đừng có vuốt hai bên không, mà 10 cái mặt ngón tay của mình nè, mình chia đều cái hết cái đầu vuốt nè, giữa đầu luôn, mình vuốt vào cái chân tóc luôn á, vào cái da của mình đó, chứ không phải là mình lướt lướt trên tóc hay cả nhà. Cái tay của mình đó vuốt vào cái da đầu luôn, miết vào cái da đầu của mình thì nó mới có hiệu quả. Còn mình chỉ lướt lướt trên tóc như thế này là nó không có hiệu quả gì đâu. 10 ngón tay của mình miết vào da đầu, miết vô cho tới phía sau ót của mình luôn, miết vô thì cái này thì chắc phải cắt móng tay. Để móng tay thì không có vuốt được cái này, tại vì mình vuốt bằng phần thịt ha, các anh chị đừng có vuốt bằng phần móng. Móng tay thì nó hơi vướng vướng tí xíu. Rồi bây giờ tiếp tục xoa tay mình đặt nóng lên cả nhà. Vài bữa nữa các anh chị sẽ thấy cái khác biệt, làn da mặt của mình sẽ sáng lên, da mặt nó sáng và nó săn hơn. Rồi tiếp theo là mình sẽ vuốt mặt 36 cái. Thì các anh chị đặt các ngón tay của mình đối với cạnh hàm nè, các anh chị vuốt dọc hai bên má của mình nè, vuốt thẳng lên tới trên trán, các anh chị kéo vuốt ra hai bên giống như hình trái tim đó, các anh chị kẻ hai bên lướt nhẹ xuống. Cái bàn tay của mình chỉ lướt nhẹ trên da thôi, chứ mình không có kéo xuống ha, tại vì nếu kéo xuống nó làm cái da của mình bị sệ xuống. Nhưng mà khi mà mình đẩy lên á thì các anh chị dùng lực nè, đẩy lên các đầu ngón tay, lực tác động vào cơ mặt nè, vuốt đẩy lên thì nó sẽ giúp cho da của mình nó săn chắc hơn. Còn khi lướt xuống là mình không có kéo xuống, thấy cả nhà, không có kéo xuống, nó làm da bị sệ. Lướt nhẹ thôi, lướt nhẹ thôi. 36 cái. Rồi bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. Rồi thôi, tiếp tục xoa tay thật nóng lên để cho bàn tay của mình nó sinh nhiệt ra. Rồi bài kế tiếp đó là vuốt mũi. Các anh chị dùng hai ngón tay, ngón giữa và ngón áp út á, mình đặt hai bên cánh mũi nè, các anh chị vuốt đẩy lên tới trên cái chỗ chân mày,
mình kéo nhẹ xuống tiếp tục vuốt đẩy lên, thì hai bên cánh mũi là các chị ốp sát vô miết vô vuốt đẩy lên, miết vô đẩy lên, thì bài này nó sẽ hỗ trợ cho phần mũi của mình hô hấp nó tốt hơn, nó thông mũi, hỗ trợ cho son rồi trường hợp bị son đó, thì khi các chị vuốt như thế này mà nó luôn thông về, nó nuôi lại ha, và hít thở nó được thông suốt hơn nữa. Đặc biệt nữa, một tác dụng phụ mà Phương nghĩ là ai cũng thích đó là giúp cái mũi của mình ngày càng đẹp hơn. Thì nhiều anh chị chia sẻ với Phương nó vuốt qua thời gian gì là vuốt đẩy mà thì cái mũi của họ cao lên, cái mũi cao lên à, mũi nó được cao lên, cao lên vuốt đẩy lên, đẩy lên hướng đặt ý cái mũi của mình nó cao lên. Các anh chị hôm nào có thể ghé qua tâm đi dung để định hình lại cái gương mặt của mình, để cho gương mặt nó đẹp hơn, phúc hậu hơn. Bên cạnh đó có thể điều chỉnh cái mũi của mình đó, điều chỉnh cái mũi mà không có sử dụng dao kéo nha, dùng bằng tay hết, điều chỉnh cái mũi của mình, mũi cao lên và đẹp hơn. Rồi vuốt mũi đi cả nhà, 36 cái, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Rồi tiếp tục xoa tay nóng lên. Rồi bây giờ mình qua chăm sóc mắt. Các anh chị sẽ chăm sóc vùng mắt của mình. Thì lúc này các anh chị xoa hai bàn tay của mình nóng nóng lên nè, mình mượn nhiệt ở lòng bàn tay nè, các anh chị áp vào, nhắm mắt lại áp vào đôi mắt, áp vào mắt. Các anh chị giữ khoảng 3 giây. Rồi hai tay của mình miết ra ngoài, miết ra đuôi mắt. Từ đuôi mắt kéo lên, kéo hướng lên trên, nhớ là đuôi mắt kéo hướng lên nha, để kéo cái đuôi mắt của mình lên. Hướng kéo lên là vuốt nè, kéo lên 6 lần, mình làm 6 lần bài này 6 lần. Rồi 1, cho đôi mắt của mình ngày càng sáng và long lanh hơn. 2, ba, mồ hôi nó ra nên Phương phải làm mồ hôi, 4, 5, miết vào cái tay của mình là cái lòng bàn tay á, miết vô cái chỗ cái phần ức nè, cái phần ức của bàn tay này các chị miết vô, vô. Rồi 6, 7. Các chị đừng có nhìn vô màn hình ha, tại vì điều tiết mắt tí xíu mà mình hãy vô nhìn vô màn hình. Rồi bài kế tiếp là mình sẽ vuốt quanh hốc mắt, thì dùng hai ngón tay trỏ này các chị đặt ngay cái đầu chân mày của mình nào, rồi các chị vuốt xuống mí mắt dưới, cái đường mí mắt dưới nào, quanh cái mắt của mình, vuốt xuống mí mắt dưới, vuốt ra đôi mắt, rồi từ đôi mắt vuốt dọc theo chân mày đó, một hình tròn như thế này vòng mắt của mình, thì mình sẽ vuốt như vậy 36 cái, 36 cái ha. Rồi trong nhà bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Cái này là xong phần mắt nhưng mà khuyến mãi tìm ha. Anh chị lấy ngón tay cái của mình, lấy phần thật đầu ngón tay cái này, các anh chị đặt vào ngay cái hốc mắt trên của mình nè, à. Cái hốc mắt trên, Phương bấm gần lại, hốc mắt trên, đưa ngón tay cái của mình vô, nè các anh chị tác động ngay đây, ngay cái hốc mắt của mình nè, à. Rồi vuốt đẩy ra ngoài, vuốt ra, dọc theo cái hốc xương đó, chỗ cái xương mắt nè, có cái hốc xương đó, các anh chị tác động vào đây, vuốt đẩy ra. Ngay cái đầu mắt ngay đây mình giữ khoảng vài giây ha, 2 3 giây gì đó, cái mình vuốt đẩy ra, vuốt đẩy ra. Bài này giúp mắt của mình sáng hơn, bên cạnh đó rồi giúp cho mắt nó sâu và đẹp hơn. Rồi đổi bên, vuốt dọc theo cái hốc mắt của mình nghe cả nhà, chỗ cái hốc xương đó, ẩm xương đó, nhớ là dùng phần thịt ngón tay nha. Rồi xuống hốc mắt dưới cả nhà, mắt dưới, hốc mắt dưới nè, nào vuốt dọc theo hốc xương hay nào vuốt đẩy ra đó. Anh chị tác động như thế này vài bữa, cái da của vùng xung quanh mắt mình chắc đẹp lắm á trời, tại máu huyết nó lưu thông về. Rồi bên cạnh đó nó có mấy cái huyệt nữa giúp cho mắt mình sáng hơn. Rồi đổi bên, rồi các anh chị nhìn ra bên ngoài á, chớp mắt vài cái rồi mình hãy nhìn vô lại màn hình ha. Rồi so tay mình thật nóng hơn, sao các anh chị thấy mắt nó sáng hơn không? Ừ, mắt nó sáng hơn, làm vài bữa chắc mắt đẹp luôn đó ta. Rồi bây giờ mình sẽ so hai bên lỗ tai ha, tác động hai lỗ tai. Mục tiêu thì cho tai, lỗ tai của mình nó mềm ra, tại vì lỗ tai mà nó cứng á thì quá trình này á mình làm cho nó mềm ra, tai mà cứng mà bóp vô mà đau gì là máu lưu thông lên vùng đầu nó chưa tốt, nên mình sẽ so cái lỗ tai. Bên cạnh đó các anh chị so lỗ tai như thế này thì mình cũng đang chăm sóc cho quả thận, tại vì thận nó sẽ khai khiếu ra tai, thì mình làm ấm cái tai mình lên, máu lưu thông về vùng tai rồi nghe rõ hơn. Sau tay mình nhặt nóng ha, rồi đưa vô hai lòng bàn tay, đưa vô lỗ tai nè, các anh chị so 6 cái, lặp lại 6 lần, so cho nó mềm nha. Rồi vuốt hai tay, vuốt ra phía sau đầu, vuốt ra, kéo vuốt ra, rồi tiếp tục so nắm tay lần hai. Lần 3. Lần 4. Lần 5. Lần 6. Rồi tiếp tục mình sẽ ngoáy tay qua động tác ngoáy tay, thì các anh chị sẽ hít một hơi giữ lại, nén lại, giữ lại hai ngón tay của mình nè, hai ngón trỏ nè, đưa vào hai lỗ tai, các anh chị ngoáy 6 cái, rồi mình thở ra, hít lại, lặp lại như vậy 6 lần ha. Rồi 1, hai,
ba bốn năm sáu cài tiếp tục xoay nắm tay lên đi cả nhà. Bài kế tiếp thì mình sẽ vuốt hai bên cái mang tay của mình nè, các anh chị dùng hai ngón tay kẹp hai bên mang tay ha, mặt trước và mặt sau của lỗ tai, đặt từ dưới cái giá tay dưới này nè, các anh chị vuốt đẩy lên kéo xuống, đẩy lên kéo xuống 36 cái. Dạ, thầy Phương để cái camera gần lại giống hồi nãy. Rồi, đây, hai ngón tay của mình kẹp vô. Xét vô cái mang tay đây nè, xét vô mang tay rồi phía trước nè. Đó, vuốt, kéo xuống, vuốt lên, kéo xuống. 36 cái, hai bên, rồi làm đi cả nhà. Chào thầy Phương, chào cả nhà. Dạ. Cô trở rồi, cô bị trở rồi. Tôi bị trở rồi. Các chị thấy cái tay mình nó ấm nóng lên chưa? Máu nó lên đó. Cú như vậy cũng có chuyện gì là máu, dẫn máu lên. Tôi bị trở. Rồi bây giờ mình sẽ vuốt cổ ha. Các anh chị xoa tay thật nóng lên. Rồi đặt tay của mình ngay phía sau ghế nè. Các anh chị vuốt hướng lên, kéo lên. Vuốt kéo lên, hai bên, cùng một lúc hai bên. 12 cái, mình lặp lại 6 lần. Rồi, thứ nhất, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Khi các anh chị vuốt như vậy á, cái mình làm thư giãn cái nhóm cơ này nè, cơ nó không có bị siết bó lại, cái máu lưu thông lên vùng đầu tốt nữa. Ngừa được những trường hợp vùng vú cổ rồi nè, hỗ trợ cho giọng nói của mình tốt hơn. Lần 3. Lần 5. Tiếp tục lần 6. Rồi thôi. Rồi tiếp tục mình sẽ chăm sóc vùng răng miệng. Các anh chị dùng các đầu ngón tay nè, các anh chị bỏ gõ vào vùng nút răng của mình. Hàm dưới rồi hàm trên ha, gõ từ răng cùng ra tới răng ngoài luôn, ra tới răng cửa. Mọi điều hết. Tiêu hóa là chìa khóa để các anh chị cải thiện sức khỏe của mình. Vì thì răng miệng này nè, nó cũng thuộc về bộ phận hệ thống tiêu hóa của mình đó. Thì các anh chị đang chăm sóc răng miệng là cũng đang làm chăm sóc cho cái hệ tiêu hóa của mình. Để cho răng chắc khỏe thì các anh chị ăn uống nó ngon miệng. Ai mà răng bị sâu nhất thôi là ngày hôm đó cũng muốn bỏ ăn đúng không? Gài dây gắn vùng núi răng cả nhà, lấy các ngón tay của mình nè, dây vào
Bài này rất là hay. Trong quá trình mình làm á, cái tiếng nước bọt của mình nó sẽ tiết ra cái enzyme và cũng như cái khuẩn lợi trong khoang miệng của mình, thì nó sẽ hỗ trợ cho hệ tiêu hóa. Bài này mà ai làm buổi sáng á, ngon lắm, hiệu quả tốt hơn. Rồi bây giờ mình đảo lưỡi ha. Ấy chưa, khui găng, các anh chị khui găng. Đầu lưỡi của mình là cuốn lên, đặt lên trên nó phần trên đó. Hình dung dưới cái đáy lưỡi của mình là có hai cái miệng để quá trình các anh chị khui găng á, nước bọt nó tiết ra được nhiều hơn. Cuốn lên, rồi hai hàm răng cắn lại. Hai hàm răng cắn lại, nghe tiếng kêu cốc cốc, nhả ra cắn lại ha. Mình khui vậy khoảng 200 cái cả nhà. Rồi trong quá trình khui răng, các anh chị có thể xoay lưng để kéo giãn các đốt sống của mình ra. Nước bọt tiết ra thì cả nhà mình giữ trong khoang miệng giúp Phương nha, đừng có nhổ bọt. Hai hàm răng mình khua. Bài này được gọi là khua răng đảo lưỡi. Kéo dài cái lưng ra cả nhà, kéo dài cái lưng ra để nó giãn cái đốt sống ra, các nhóm gần cơ nó được kéo giãn ra. Rồi các anh chị đổi chiều, xoay chiều ngược lại. Hai hàm răng mình khua như thế này, ngoài việc hỗ trợ cho răng chắc khỏe hơn, bên cạnh đó nó còn giúp máu nó vô lưu thông lên vùng đầu nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đảo lưỡi ha. Nước bọt các anh chị vẫn giữ trong khoang miệng, cái đầu lưỡi của mình á, các anh chị đảo mặt ngoài của hàm răng trên và hàm răng dưới, đảo qua đảo lại như vậy 6 lần. Rồi tiếp tục xúc nước bọt. Các chị xúc nước đó, giữ nước bọt trong khoang miệng là mình xúc 36 cái. Rồi nước bọt của mình là chia ra ba ngậm ba lần, các chị nuốt xuống bụng dưới của mình, nuốt thẳng xuống, nuốt tới đâu cảm nhận thông suốt tới đó. Quá ngon, không có gì ngon bằng nuốt nước bọt của mình. Ở đây có anh chị nào lần đầu tiên mà hôm nay mà trải nghiệm cái này không, nuốt nước bọt không? Ha. À, nước bọt của mình đó các anh chị, quá trình các anh chị nãy giờ mình làm á, nó tiết ra cái enzyme nên khi các anh chị nuốt như vậy á, hỗ trợ cho hệ tiêu hóa. Đặc biệt là buổi sáng khi các anh chị mới ngủ thức dậy á, đừng có vội đi đánh răng liền. Trong khoang miệng của mình nó có những cái khuẩn lợi tốt nên các anh chị làm cái bài này.
sáng uống ly nước rồi làm bài này. Quẩn lại đấy, vốn tự có. Nên mai mốt á, đừng có phí phạm nước ngọt của mình ha, đừng có phun bỏ ha. Rồi bây giờ mình nhận ký. À, các anh chị có thể ngồi hoặc đứng cũng được, hoặc là các anh chị đứng lên tí xíu đi, tại nãy giờ ngồi lâu á. Mình vào lộ trình nhận ký. Hôm nay các anh chị chỉ làm đơn thuần như vậy thôi, những buổi sau á các anh chị có khí này, các anh chị kết hợp vô nữa thì các anh chị thấy cái hiệu quả nó còn cao hơn nữa. Các chủ đề là cái hình người gầy giúp phương ha. À, có ba cọng tóc, đây là lỗ gúng, lỗ gúng đây là ngực. Này là mặt ngực ha, còn phương dễ dễ gì là các anh chị biết cái này là cái gì ha. Rồi thở hàng ngày thì hơi thở của mình vẫn luôn diễn ra, các anh chị vẫn luôn hít thở, vậy thì hôm nay mình sẽ biết hít thở như thế nào để đủ đầy khí cho đúng. Rồi ở đây mình sẽ hít bằng mũi, bằng mũi, mũi mình hít vào. Vậy thì hàng ngày các anh chị hít thở như thế nào ạ? Khí của mình các anh chị lưu trữ ở đâu? Các anh chị hít đưa khí vào đâu? Các anh chị hít bằng hơi thở, hít ở ngực hay là hít bằng bụng? Và cách hít thở của mình để ý lại thử ra cả nhà. Khi các chị hít vào thì bụng của mình xẹp lại hay là bụng của mình nó được căng đầy ra? Bụng của mình xẹp lại rồi ngực nó đầy ra hay là bụng nó phình ra khi các chị hít vào thở ra? Lan Hương nè, nó là hít bằng ngực nè. Rồi Ngô Vui thì nó hít bằng bụng. Lê Tiền thì hít căng ra ha. Rồi Lan Hương có thể giơ tay lên tí xíu ở đây được không ạ? Mình giao lưu với chị Lan Hương tí xíu. Đó là Dạ hơi vâng thở. ạ. Rồi. Vậy thì trước giờ chị hít là hít bằng ngực thôi đúng không? Là khí xuống tới ngực là thôi. Khi mà mình tập yoga hoặc là ngồi thiền thì sẽ hít bụng, còn mình thông thường thì mình chỉ hít nông ở ngực thôi ạ. Dạ. Vậy thì hơi thở của chị như thế nào, nó có bị hụt hơi không? Ví dụ giống như đi cầu thang hay đi 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 bộ hay chạy đâu nào, thì nếu mà Dạ. mình chỉ thôi. Có một hơi ạ và rất là mệt ạ. Dạ biết ơn chị. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Rồi xin mời chị
kiến tạo nhân tài. Thấy tinh dương để là kiến tạo nhân tài nào, xin mời chị mở mic giúp em đi, chị tự mở được á, em bấm cho chị sao không được. Chị có tin dung là kiến tạo nhân tài nè, chị đang giơ tay nè. Chị hình như là chị không biết mình gọi chị hay sao. Chị có tin dung là kiến tạo nhân tài. Chị mở mic giúp em với, tại vì em mở bấm cho chị không được, bấm cho chị mà nó không được. Rồi thấy chị Hiền giơ tay nữa là mà không mở cam, chị Hiền thuận lợi mở cam chị Hiền. Em chào thầy ạ. Rồi xin mời chị Hiền. Vâng, có phải là em thưa thầy là hít là sâu là phình bụng ra đúng không ạ? Khi mà thở ra thì là sẽ xẹp bụng lại ạ. Và mình cũng cảm thấy luồng khí, tức là mỗi lần hít vào là căng cả lồng ngực và cả bụng dưới ạ, phía dưới lăn điền ạ. Chị là tập khóa này khóa đầu tiên hả? Vâng ạ. Thôi chúc mừng chị. Hít thở vậy thấy cái lưu lượng khí trong cơ thể mình tốt đúng không? Tức là hôm qua em nghe thầy giảng là khi mà mình hít vào mình để ý vào hai vai ấy để cho mình lan tỏa cái oxy nên em hít vào thấy nó cũng khỏe hơn một chút. Còn như thường thường em hay để dưới cái phần dưới rốn đó, lan điền. Trời biết ơn Nhưng mà mỗi lần hít em thấy hơi tức ngực đấy thầy ạ. Hít sâu là hơi tức ngực ạ. Thôi mình làm cho Cảm ơn nó thầy ạ. suốt thôi. Cảm ơn thầy ạ. Vâng, em hết ạ. Chiều gõ nó là hết là bụng bị hóp lại ha. Vâng ạ, thở ra là hóp bụng vào. Hít ra hít vào thì phình bụng lên ạ. Hít vào á, các anh chị hít vào mà bụng nó bị khớp lại thì có phải là khí nó đâu có xuống được như này đâu, thì nó chưa phải là cách hít đúng của mình, thì tí xíu nó Phương sẽ hướng dẫn lại. Chị kiến tạo nhân tài nhắn là em chào thầy, em cảm ơn thầy em lần đầu ạ. Thì chị giơ tay lên chị muốn chia sẻ hay sao, thì chị mở mic giúp em đi, tại vì em bấm cho chị mà mở không được nè. Chị tự mở mic đi, lấy cái tay của chị em bấm vô cái mic đó đó, chị nói đi chị, được rồi đó. Em xin cảm ơn thầy, cảm ơn cả nhà. Hôm Chị nay tên em lần gì? đầu cho nên là chắc là bấm nó vào cái tay chứ không phải là của giơ tay ạ. Chị tên gì chị? Dạ Nay nghe mình mấy tuổi không? em tên là Lệ ạ. Lệ ha, tại thấy tinh dung dễ là kiến tạo nhân tài ha. Nên nhiều khi đọc là kiến tạo nhân tài không biết là chị có nghe được hay không. Dạ em nghe rõ rồi ạ. Cảm ơn thầy ạ. Chị Hôm không nay là lần đầu tiên em học. rồi biết ơn chị. Dạ biết ơn thầy ạ. Xin biết ơn cả nhà. À, lúc mà khi chưa Phương chưa biết cách hít thở đúng cách như thế nào á, thì mình cứ hít theo bằng một cái thói quen, đó là Phương hít bằng ngực không à, hít bằng ngực thì cái bụng nó bị hóp lại, hít bằng ngực nè, tại vì mình cứ nghĩ là chú ý là ở ngực không à. Nhưng mà đến khi sau này mới biết rằng á, khi hít ở ngực như vậy thì nó chưa đủ lượng khí của mình. Và các anh chị để ý á, đó là mấy bé nhỏ mà khi mà còn nhỏ là mấy bạn đã hít, mình thấy mấy bạn hít thở là cái bụng nó nhấp nhô đúng không ạ, nhấp nhô nhưng mà sau này lớn lên thì cái mình quên đi và mình không biết, quên đi cái cách hít thở đúng cách của mình, và mình chỉ hít được có một phần trên ở đây.
Vậy thì khi các anh chị hết được một phần chân gần cái đây á thì lưu lượng khí nó không có đủ, và báo cho anh chị một tin đó là lá phổi của mình á, khi các anh chị hít thở gì á mình xài chưa hết lá phổi, xài chưa hết lá phổi nên cái phần đáy của lá phổi dưới này nè mình chưa hết xuống tới á, nên các anh chị biết tại sao mà COVID thường là bị bắt ổn từ dưới cái đáy phổi chứ không, khí nó không đi tới được, hơi thở của mình nó bị ngắn. Ngô Vui nói là em được học MC lên hết trận quen thành thói quen hàng ngày, thấy sức khỏe tốt hơn, em không bị dính Covid luôn à. Thì các anh chị nào mà đi luyện giọng nói, tập giọng nói á, người ta luôn dạy cho các anh chị thở bụng nè, để cái lưu lượng khí nó được nhiều hơn, giọng nói nó được tốt hơn. Còn các anh chị hết bằng ngắn ngực á thì cái khí của mình không đủ, quá trình nói chuyện mọi cái hụt hơi, và cái sức của mình nó cũng không đủ nữa, nó yếu hơn những người khác. Thì ngày hôm nay thì các anh chị quên hết lại những cái cách hít thở đó đi, mình chỉ tập trung đúng một điều thôi, đó là hít về đúng với cái bản hơi thở đúng của mình. Hết phần bụng dưới nè, hay các anh chị được gọi hết đó là hết vùng đan điền á, đan điền, hít thở đan điền. Thì phần bụng dưới này phải gọi dưới này nè, dưới gúng một đòn, các anh chị đặt ba ngón tay của mình lên ngay gúng, dưới cái gúng như thế này, ngón thứ ba ngay đây nè, thì nó có một cái huyệt dưới cái gúng nha, gọi là huyệt khí hải, gọi là huyệt khí hải. Thì mình sẽ tác động vào đó để mở khí, để mở cái ống khí để dẫn khí xuống khí hải, hay còn gọi, người ta hay gọi vùng này vùng đan điền. Ngay đây nó có một cái huyệt gọi là huyệt khí hải, bể khí của mình, khí hải nguyên một vùng biển khí. Vậy thì khi các chị hết lưu lượng khí nè, hết đi thẳng xuống đây, đây là trung tâm bể khí của mình ha, thì có phải khi các chị hết xuống đây thì khí nó cũng sẽ qua phổi của mình, nó qua được phổi rồi khí xuống đây, đây là trung tâm bể khí, từ đó các anh chị sẽ biết cách khí nó sẽ vặn đi, nó vặn đi ra tay ra chân của mình. Nó ra tay ra chân, nó đi khắp trong cơ thể, từ nơi đây nè khí nó sẽ đều đi khắp nơi. À, nhắc đến khí á thì các anh chị nhớ Đức Phương một câu nói này, cội nguồn của sức mạnh bắt nguồn từ khí, cội nguồn của sức mạnh bắt nguồn từ khí. Các anh chị ghi vào đi các anh chị, cội nguồn của sức mạnh bắt nguồn từ khí. Vậy thì khi các anh chị nhận được khí của mình nè, là sức mạnh của các anh chị sẽ thay đổi, sức mạnh của mình sẽ tăng lên. Các anh chị thấy mấy ông võ sư được không, mấy ông mà luyện võ được mọi cái á, người ta vận khí này nè, sức mạnh của người ta khí, ngoài việc sức mạnh từ cơ bắp nha, người ta còn biết lấy cái sức mạnh bên trong của người ta, sức mạnh của khí. Các anh chị chỉ sử dụng sức mạnh bằng cơ bắp không á thì nó không có lâu bền, nó không có dài được, nhưng mà mình biết cách sức mạnh của khí vào nữa thì cái sức bền của mình nó lâu lắm và sức mạnh nó tăng. Cội nguồn của sức mạnh bắt nguồn từ khí. Vậy thì khi các anh chị làm cái gì đó cần tới sức mạnh đó thì nhớ đến khí, lấy khí. Vậy thì ngày hôm nay á mình mở khí hải, mình nhận khí, thì các anh chị nhớ với Phương, nhận một lần xài cả đời. Từ nhận ở đây á, đó là bản chất các anh chị đã có rồi, đừng nghĩ là mình không có, là bản chất các anh chị đã có cái này rồi, nhưng mà mình quên đó, mình quên đi cái cách hít thở đúng, mình quên. Vậy thì hôm nay thì mình được nhắc lại thôi, được nhắc lại do mình quên, vậy thì hôm nay mình được nhắc lại.
để từ đó các anh chị hít thở đúng ở đây. Thì từ khi các anh chị đưa hơi thở của mình về vùng khí hải nè, là các anh chị sẽ thấy sức khỏe của mình nó thay đổi, thì khiến nó tốt lên. Rồi được ha, vậy thì bây giờ mình hít thở ha. Giờ chỉ cần đó là đưa hơi thở về đây thôi, thì sức mạnh tôi có, sức khỏe tôi thay đổi, thể khí của tôi được tăng lên. Vậy thì khi mình muốn đưa về đây, thì các chị tâm niệm một câu nói này của Phương nè, không phải của Phương, xin lỗi cả nhà, mà của cao nhân người ta chỉ điểm lại, Phương nhắc lại thôi. Mai mốt các chị muốn đưa khí ra tay, ra chân hay ra lưng, ra bất kỳ nơi nào, thì các chị nhớ cái câu này với Phương. Ý dẫn khí, ý dẫn khí, ý nó sẽ dẫn khí. Vậy thì khi các anh chị đặt ý ở đâu thì khí nó sẽ tới đó, ý ở đâu thì khí nó sẽ tới đó, ý dẫn khí. Cái ý này thì đơn giản thôi, các anh chị chỉ cần đó là đặt ý. Đặt ý, ví dụ như các anh chị muốn khí xuống bụng dưới đúng không, thì các anh chị đặt cái ý vào đây, cái ý niệm của mình á, cái ý muốn á, tức là các anh chị muốn á, ví dụ như khi các anh chị muốn sở hữu một cái điện thoại gì đó, các anh chị muốn nó, thì có phải từ từ các anh chị đạt được không ạ? Hoặc là nhà, xe, cửa, xe gì đó, các anh chị đặt cái ý mong muốn sở hữu được nó, cái qua thời gian của mình đạt được. Thì ở đây thì các anh chị đơn giản đó là mình đặt cái ý mình thôi, giống như Phương đang cầm cây bút gì nào, cái Phương đặt cái bút lên bàn tay thì nó nằm ngay đây, thì cái ý mình đặt ở tay thì nó sẽ nằm ở tay của mình, thì lúc này nó sẽ dẫn khí tới. Ý niệm của mình ở đây là cả nhà, cái đó là cái mong muốn trong cái đầu của mình đó. Nên trong hành trình mà mình tập thay gân đổi cốt á, tập mà để đạt được cái hiệu quả cao, đó là các anh chị vào hạn chế suy nghĩ nhất có thể, không có suy nghĩ gì luôn. Tại vì nếu mà mình suy nghĩ nhiều quá thì ý nó sẽ bị loạn, mà ý nó loạn thì khí nó cũng sẽ loạn theo. Đặt ý ha, đặt ý, ý ở đâu thì khí tới đó, các anh chị nhớ chỗ này thôi, ý ở đâu thì khí nó tới đó. Vậy thì bây giờ mình muốn khí của mình nó đi xuống tới vùng đan điền, thì các anh chị đặt ý xuống đan điền, các anh chị muốn cái nó xuống. Cả nhà mình hiểu cái chỗ đặt ý này không cả nhà? Anh chị xác nhận lại giúp Phương cái này đấy. Có ha, ví dụ như khi các anh chị vào mâm cơm mình ăn, cái giữa mâm cơm như thế này có rau, có thịt, có cá, có trứng, có cơm, thì các anh chị ăn cái món nào là do các anh chị muốn cái món đó trước, cái mình gắp cái món đó. Có người thì vào mâm cơm thì sẽ chọn gắp thịt trước rồi ăn, có người vào mâm cơm thì chọn là gắp rau trước, có người vào mâm cơm sẽ chọn là ăn cơm trước. Vậy thì do cái ý muốn của mình thôi, cái ý muốn của mình muốn ăn cái gì trước thì mình lấy cái đũa mình gắp cái đó. Được ha, các anh chị hiểu ha, gạo thịt cá cơm. Rồi vậy thì bây giờ các anh chị đặt ý ở đây với Phương. Ý ở đây đi, vào thì khí nó xuống, ý ở đâu thì khí tới đó.
quên hết những cái cách hít thở trước giờ của mình, hít ngực hay hít gì đây, chỉ cần bây giờ tôi muốn khí đi về đây, đơn giản gì thôi, muốn khí xuống đây. Rồi đâu các anh chị có thể đứng lên nè, đứng lên mình lấy cái tay của mình nè, mình đưa vô để mình cảm nhận. Thứ nhất là các anh chị cảm nhận cái sự chuyển đổi của cái bụng của mình ha. Tại vì khi không có khí á thì cái bụng nó xẹp đi, nó không có khí, nhưng mà khi có khí nó bơm vào thì sao, cái bụng nó được căng ra giống như quả banh như này cả nhà. Khi không có khí thì quả banh nó xẹp gì nè. Rồi, cái mình muốn quả banh nó căng cứng lên đúng không? Thì lúc này các anh chị bơm khí vô thì có phải quả banh nó được căng cứng lên không? Quả banh nó căng lên. Rồi, khi quả banh nó căng lên thì những cái lực bên ngoài nè tác động vô thì nó sẽ lực bên trong khí này nè, nó tác động như dội ra, nó bảo vệ được cái quả banh của mình không bị bể. Thì cả nhà mình để ý khi quả banh nó được căng cứng lên, các anh chị đá gì đó có phải lực nó mạnh hơn không ạ? À? Còn khi quả banh nó xẹp thì mình tác động nó dễ bị tổn thương quả banh nó dễ bị bể hơn. Hoặc là các bánh xe đi, khi bánh xe nó mềm nó xẹp thì lúc đó các anh chị chạy đâu được đâu, chở người đâu được. Nhưng mà khi bơm khí vào cái bánh xe nó căng cứng lên thì các anh chị có phải chở được nhiều người không ạ? À? Chở được nhiều người hơn. Ngồi cũng được hết chị Hiền, nhưng mà quan trọng giai đoạn này mình đứng lên đi để mình thấy thuận lợi thoải mái hơn. Vậy thì khi các anh chị có khí này đủ đầy thì khí này nó sẽ bảo vệ cơ thể của mình giống như quả banh. Khi có khí vào, lực bên ngoài tác động vào thì quả banh không có bị ảnh hưởng gì hết, nó sẽ bị dội ra. Rồi các anh chị đưa tay xuống bụng của mình, thả lỏng bụng đi hết, thả lỏng bụng đi hết. Rồi mũi hít vô, cứ hít vào, hít vào, hít vào, hít vào, hít vào, hít vào. Các anh chị khoan nó thở ra, cứ hít vào thôi, tại vì nhiều anh chị hơi thở ngắn thì mình hít dài nó hít lâu không được, thì các anh chị hít từng đoạn cũng được, hít vào một cái rồi tiếp tục hít nữa. Ý của mình đặt ở đây thì các anh chị cảm nhận cái tay mình đặt ngay bụng dưới nè, có phải cái tay nó được căng từ từ không nè, cái tay nó được đẩy đẩy ra, được đẩy ra, nhớ là đặt xuống bụng dưới ha. Rồi các anh chị cảm nhận thử giúp Phương, ai được rồi có thể cho Phương biết, ai mà vừa hít gồm một cái bụng mình nó được căng đầy ra mà cái tay cảm nhận nó được đẩy ra nè, là các anh chị đã nhận được khí xuống đó rồi đó. Ngô vui được là ngô vui do trước đó ngô vui đã hít thở bụng rồi. Chiều vũ, chiều võ được nè, em được rồi mà hơi em ngắn thì không sao ha. Các anh chị mà người mà mới đi, người mới mà ổng gài chưa biết hít thở bụng nè, chỉ hít thở ngực thôi, mà do nãy giờ Phương nói nè, Phương chia sẻ với cả nhà mình đó, bây giờ cả nhà đã làm được đó, thì cả nhà cho Phương biết lê truyền là được rồi luôn nè, ngon quá. Đứng mình thả lỏng gì thôi, đưa tay xuống đây hít vô là khí nó vào cái bụng của mình, dưới này nó căng ra giống như các anh chị bơm khí vào trái banh gì đó, cái bệnh nó có khí nó căng cái bệnh ra, nó căng ra, khí nó đầy nó căng ra. Rồi tiếp theo chúng ta sao ạ, hít vào giữ giữ ở đây khoảng 10 giây thôi, thì từ từ mình cảm nhận nó sẽ ấm cái vùng bụng dưới này luôn, nếu mà anh chị nào khí mà đủ đầy nha. Còn ai mà khí mà đang hít ít ít á, các anh chị cứ hít vô nhiều lần với Phương cho nó đầy căng dưới này luôn. Rồi các mình giữ khoảng 10 giây. Giữ khoảng 10 giây. Nhiều anh chị được quá nào. Giữ khoảng 10 giây. Các anh chị sẽ cảm nhận thấy nó ấm lên.
ra đi cả nhà, thở ra. Vậy thì khi khi nó xuống được tới đây thì có phải máu nó cũng xuống được đúng không ạ? Khí nó lưu thông, máu nó xuống. Ngày hôm qua thì mình có nói khí huyết nó đi cùng nhau á. Rồi, các anh chị được hết đúng không? Các anh chị có thể nếu mà ai đạt được hết này có thể đưa một cái tay like lên gì giúp Phương đây để Phương biết. Được ha, các anh chị để Phương quan sát tí xíu. Đào quang là chưa được hả? Anh đào quang nè. Rồi các anh chị hạ tay xuống đi các anh chị. Phương mở mắt cho đào quang ha, anh đào quang ha. Rồi em mở mắt rồi đó anh đào quang. Anh được Dạ chưa? em làm được, em Làm cảm được nhận được, nhưng mà đến lúc mà em hít vô rồi em giữ thì em lại có một cái cảm giác là em bị tức không sao, ngực. không sao đâu, tại do cái đường ống khí mình nó chưa thông thôi, quan trọng là bây giờ cảm nhận khí nó xuống được với cái vùng đan điền như này cái đã, Em có, em thấy cái vùng đan điền của em nó được căng lên. căng lên cảm nhận khí nó xuống đúng Dạ đúng rồi. không, cái đường khí nó đi xuống đích đến của mình dưới này là phần bụng dưới này nè, nên các chị hít vào nó xuống đúng không. Rồi cảm ơn anh. Cảm ơn thầy. Rồi Bích Thủy thì sao ạ? Lê Bích Thủy nè, em mở mắt cho chị rồi đó. Em cũng thấy nó xuống xuống được một ít ạ. Sao Em cũng thấy nó xuống á. chị? Cũng Cảm có nhận khí xuống. nó xuống bụng dưới đúng không? Vâng, bụng rồi nó cũng căng ạ. Rồi, ngon rồi. Rồi có ai mà cảm nhận chưa 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 cảm nhận được không? Chưa được không? Có anh chị nào chưa được không ạ? À? Ai chưa được thì giơ tay lên để Phương hướng dẫn lại. Chị Happy Sally được chưa? Chị Happy Sally. Em một mic cho chị ha. Chị Happy Sally Dạ chị được thầy. được Dạ ha, chị được được. Cảm ơn thầy. Biết ơn thầy. rồi chúc mừng cả nhà. Khóa này đúng là học siêu ngon, tập siêu ngon luôn á. Các anh chị có biết là những khóa trước á là Phương phải hướng dẫn đó là mở khí hải rồi khai thông cái đường ống dẫn khí xuống, tác động gì nè, tác động lên vùng bụng để kích hoạt á, tại vì do lâu quá mình có hít thở, mình kích hoạt để hít thở nó xuống mở khí hải, nhưng mà khóa này là Phương làm luôn cho các anh chị hít thở luôn, thì Phương thấy các anh chị đạt được tốt quá, nãy giờ là mình chưa có mở khí hải cái gì cho á mà các anh chị hít được tốt quá chứ. Chúc mừng cả nhà mày. Rồi bây giờ các anh chị đứng lên đây mình mở khí hải cái để các anh chị biết cách, cũng như để mai mốt có ai mà nhờ mình đó mở khí giùm, nhận khí giùm thì lúc này các anh chị biết cách làm cho người ta nhận được khí cái là sức khỏe người ta thay đổi luôn á, khí nó thông suốt á thì mình tích được phước báo trong sức khỏe. Rồi các anh chị sẽ xác định vị trí ha. Về khí hải thì mình dùng ba ngón tay của người ta, các anh chị đặt lên từ cái gúng của người ta nè, đặt vô ba ngón tay. Vậy thì cái ngón thứ ba dưới gúng thì ngay đây đó là cái huyệt khí hải. Rồi các anh chị sẽ nhắm vô. Các anh chị nhắm vô dây dây như thế này nè để nó kích hoạt cái huyệt khí hải. Dây dây gì nè để mình tác động vào cái huyệt đó. Đó. Thì ai mà bị tắc cái huyệt này các anh chị làm á người ta thốn đau lắm á, nên các anh chị có thể dây nhẹ nhẹ từ từ thôi, nhẹ từ từ thôi. Rồi rồi các anh chị làm thêm cái này nữa, chịu vỏ bị đau ha, nên dây từ từ nó mở ra. Rồi
ngay dưới cái phần mà chỗ dưới cái xương ức này của mình nè. Các anh chị đặt cái tay nè, vuốt đẩy xuống. Thì cái này lấy cái dưỡng thể hay là cái lưu sành gì đó mình thoa lên bụng. Cái mình lấy cái tay nè, mình vuốt đẩy xuống. Tại vì nhiều anh chị bị các nhóm cơ đây nó làm co, cái nó làm chặn đi khí nó không xuống được. Hèn vuốt đẩy xuống. Vuốt đẩy xuống. Vuốt đẩy xuống. Thả lỏng ra vuốt đẩy xuống. Thở ra, vuốt xuống. Vuốt xuống. Rồi, tác động các nhóm cơ xung quanh bụng của mình nè. Dọc hai bên bẹ sườn này các anh chị vuốt. Vuốt nó xuống. Vuốt nó xuống hai bên bẹ bẹ sườn như này nè. Vuốt nó xuống. Bên phải này là mình hỗ trợ cho gan mặt của người ta, bên trái hỗ trợ cho tỳ. Thì vậy các anh chị vuốt. Thì vuốt như thế này á, mình có cái dưỡng thể các anh chị đưa vào ngón tay của mình vuốt. Rồi kêu người ta hóp bụng vô, hóp bụng phình ra để nó kích hoạt cái bụng, hóp cái bụng nè. Rút cái bụng sát vô, rút cái bụng sát vô. Rồi đẩy ra. Rút sát vô. Đẩy ra để nó tác động các nhóm cơ ở bụng, rút sát vô. Đẩy ra. Rút sát vô. Thì khi được kích hoạt như vậy á, cái mình nhấn ngón tay vô, nhấn ngón tay cái vô. Rồi mình quan sát ha, thấy ai hơi thở ngắn hoặc là cơ bụng của họ nhược thì mình phải một phần mình trợ lực, đừng có nhấn mạnh quá. Rồi hít vô cả nhà, hít mũi nào, hít vô, ngón tay mình đẩy vô. Rồi hít vào đẩy ngón tay ra, hít vào đẩy ngón tay ra, hít vào đẩy ra, đẩy ra. Tại vì khi có khí vào thì ngón tay của mình nó được đẩy ra, giống như khi các chị bơm cái quả banh này nè, có khí vào quả banh nó căng ra, thì lúc này khí nó xuống cái vùng khí hải nào nó đẩy ra, nó đẩy 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 ngón tay của mình ra. Ngón tay của mình nhắn nó không vô, nhắn cái nó dội ra, tại vì lúc này nó có khí. Đúng rồi chị Hiền, cái này mình có thể gọi là đan điền đó chị Hiền. Rồi kêu người ta thở ra. Rồi thở ra. Ai mà đẩy lên chưa nổi thì một phần mình lấy cái tay của mình đó các anh chị trợ lực thêm, nhắc nhẹ từ từ lên để cho khí người ta lên từ 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 từ. Tại vì hơi thở của người ta ngắn mà, mình nhắn mạnh quá mình kêu người ta đẩy bật lên thì người ta đâu có đủ khí để người ta đẩy lên nổi. Thì nên mình cũng trợ lực từ từ, nhấc tay nhấc nhẹ từ từ ra để cho khí nó vào ha. Thì làm như vậy khoảng vài lần thì từ từ thể khí của người ta được được nâng lên. Rồi các anh chị cùng làm với Phương luôn để thể khí mình tăng lên luôn nào. Nhấn tay vô, lấy ngón tay cái á, nhấn vô ngay cái huyệt khí hải, nhấn vô. Rồi hít vào cả nhà, hít vô. Hít vô để đẩy ngón tay ra. Rồi đẩy căng cứng ra rồi thở ra. Rồi tiếp tục hít vô. Thấy nó đẩy ngón tay mình ra không? Khí vào nó đẩy ngón tay mình ra. Rồi thở ra. Tiếp tục hít. Thở. Có anh chị nào toát mồ hôi đúng không? Hít nãy giờ nè, toát mồ hôi. Rồi bây giờ mình dùng thêm một lực tay nữa, đẩy mạnh vô luôn ha. Chính mình thể nghiệm sức mạnh của mình nè. Nhắn ngón tay trái vô. Nhắn vô. Lực tay còn lại, lấy tay đẩy vô luôn. Nhắn vô. Rồi lúc này là mình đang thả lỏng nè, bụng cũng có khí nè. Rồi bây giờ các chị đặt ý xuống bụng khí hải nè, hít vô, đẩy bật mạnh ngón tay mình ra. Hít vào, khí nó vào nó đẩy bật ngón tay mình ra luôn. Lặp lại. Lực tay của mình nhắn vô, nhắn lực tay vô, lực tay nhắn vô. Lực bụng khí đẩy ra, khí hít vào đẩy ra. Khí hít vào đẩy ra. Khí hít vào đẩy ra. Đẩy ra. Thì các anh chị lúc này sẽ thấy lực bên ngoài tác động nhắn vô, lực bên trong khí nè, lực khí bên trong này nó đẩy ra nè. Nó đẩy ra. Thì mình sẽ thấy cái bụng của mình nó rất là căng cứng. Khí bên trong á nó đẩy ra.
Vậy thì khi mà ai mà cơ bụng mà hơi mềm tí xíu, nhược cơ, cái cơ bụng hơi mềm á, thì nó không có độ căng cứng như mình, thì các anh chị không sao, cảm nhận miễn sao khí nó vào nó có khí là được nha. Rồi bây giờ các anh chị có thể ẩm bê người khác được rồi đó, xong rồi đó các anh chị có tăng sức mạnh của mình lên rồi đó. Bây giờ Phương hướng dẫn cách ẩm luôn được không? Hướng dẫn để các anh chị có thể ẩm một người trọng lượng ngang mình. Anh chị có thể ngang mình hoặc là nặng ký hơn mình. Anh mở khí hải chưa? Mở rồi. Anh biết cách hít thở chưa? Dạ biết. Rồi anh có hiện thực sức mạnh được chưa? Dạ có. Bây giờ anh ẩm em nha. Anh này là anh đã mở khí hải rồi nên Phương không có mở lại cho anh. Anh đã mở rồi thì bây giờ anh sẽ hiện thực đó là ẩm Phương lên đi vòng vòng. Anh là nhiêu ký? 56 kg. 6 kg ha. Nhiều anh chị trước đó là do chưa mở khí hải, Phương mở luôn thì người ta nghĩ rằng là sức mạnh của người ta chỉ cần cầm nắm gì đó, sức người ta làm được khoảng 20 kg thôi. Nhưng mà khi mở khí hải xong, nhận được khí thì người ta ẩm được một người hơn 40 kg lần đầu, rồi những lần sau sao ẩm được người hơn nữa. Thì hôm trước Phương có mở khí hải với một cô bé gái sinh năm 2001 á, bạn có 41 kg à. Cái mở khí hải xong cái bạn ẩm được một người bạn kia khoảng tầm trọng lượng 40 mấy kg, cái Phương mới nói bây giờ em có thể ẩm được nặng hơn nữa. Thì bạn ẩm một cái bạn kia đó là 1m8, nặng khoảng 70 mấy gần 80 kg, và bạn ẩm lên bạn đi cày cày nhẹ hửng à. Bạn nói là không có cảm giác gì hết, ý bạn nói đây là không có cảm giác mệt hay là nặng gì hết trơn á, đó là bạn đang biết cách mượn lấy khí. Rồi bây giờ các anh chị thấy mình sẽ hiện thực ở đây ha. Rồi đầu tiên nè là mình sẽ hít khí vào đan điền, giữ khí ở bụng mình nè đó. Anh đã giữ khí nè, anh giữ khí. Cái này là không có sợ nha, sợ là bị tán khí và cũng không có cười ha. Đang giữ khí nè, anh hít cái anh giữ khí, cái lưng bỗng chắc thiệt chứ. Anh quay qua anh cái dán áo này được không, dán áo lên cái cánh chị nhìn anh thả lỏng em, nhìn anh hít một cái là khí nó đầy nè, hít vô anh đó. Ừ. Này các chị thấy nè, cơ nó đầy nè, Phương nhắn đổ vô đâu. Rồi anh thả lỏng ra, thả lỏng ra nè, anh thả lỏng ra cái các chị thấy cơ nó mềm không, để Phương ấy gần lại ha. Rồi bây giờ anh đang thả lỏng nè, không có khí nè. Rồi các chị thấy ngón tay Phương nhắn vô nè, nó lúng vô nè, thấy không, lúng vô nè đó, nó lúng vô nè. Rồi ông thích có mấy cái mà mồ hôi hột nó tuôn ra này trời. Mồ hôi nó tuôn ra. Rồi bây giờ nè, hít vô. Rồi cái tay của Phương nhắm không vô nè, đấm không vô luôn, thấy không, nhắm đâu vô đâu, cứng nè. Rồi thả lỏng ra. Rồi nhắn vô. Rồi bây giờ anh hít vào, đẩy ngón tay em ra luôn, đẩy ra mạnh ra đó, nó cứng lên, nó có khí nó bảo vệ, đánh đấm nó gọi ra. Rồi quay lại trước bụng, rồi thả lỏng bụng ra đi nè. Khi không có khí nè anh chị thấy không, cái bụng anh nào Phương nhắn như này thấy không, xin phép kéo xuống chút xíu để nhắn vô cái khí hải còn ha. Rồi rồi hít vào, đẩy mạnh ngón tay ra luôn, hít vào nè, Phương nhắn không vô nè. Rồi giữ đó, cái tay là tròn nè đó, khí nó giữ. Rồi thả lỏng ra, thả lỏng cái luôn, thả lỏng cái luôn đó. Khi không có khí nè cái bụng cũng là Phương tròn, phải không đó. Vậy thì khi các anh chị có khí, sức mạnh của mình lên và nó bảo vệ cơ thể của mình. Rồi mai mốt các anh chị tập hệ khí nó đầy hết người đúng không, người ta đánh đấm không vô nó dội ra, thì mình không có tập gì để cho người ta đi đánh đấm ha, mà Phương nói để các anh chị hiểu được rằng là có khí nó bảo vệ mình. Và có mấy anh chị chia sẻ với Phương á, những lần mà bị té hay chấn thương á,
họ đưa khí vô một cái nó bảo vệ họ, bảo vệ họ không có bị tổn thương sâu bên trong, nó chỉ là sao ngoài da thôi chứ nó không bị tổn thương sâu bên trong. Rồi bây giờ anh sẽ ẩm phương, ẩm hết mấy cái rồi mà mồ hôi ẩm tuôn nè trời. Năm mấy ký hả? Rồi bây giờ anh thuận bên nào? Thì phải là em đứng bên này đúng không? Rồi đầu tiên hít khí vào đan điền, rồi giữ khí, đưa khí vào lưng. Rồi em sẽ câu anh nào, một tay của ta câu vô cổ của mình, rồi tay này mình chở chi, mình nâng lên cái chân lên để cho tạo của mình, rồi tay này câu vô nè, rồi ông sẽ nhắc lên nè. Đó, rồi đi lên. Lúc quá trình này mình cứ hít thở, đưa khí vào đan điền, rồi đưa khí ra lưng, giữ khí đi. À, cứ hít thở đúng không anh, các anh chị tính ha. Rồi tức là quá trình đi như vậy á, cứ hít thở, thở ra rồi hít xuống đan điền, siết cơ bụng giữ khí lại, thì có khí như vậy các anh chị sẽ không có bị tổn thương gì hết và có sức mạnh của khí. Nếu như những lần đầu mình mới ginh á mà tay nó mỏi thì sao ạ? Thì quay ngang các anh chị thả lỏng ra, bơm khí ra tay là cái tay nó nhẹ liền. Rồi quá trình ginh khí vào đầy, cái mình giữ khí ở bụng lại, khí nó giữ trong bụng cơ lưng, thì các anh chị không có sợ gì ảnh hưởng đến cái của mình hết trơn á, sức mạnh nó tăng. Các anh chị thấy mà mai mốt mà mình ẵm chồng mình đi giống như anh Kiệt vừa ẵm Phương gì, chắc ông chồng ông sợ mấy chị lắm á chồng. Không cần là mai mốt để mấy ông ẵm mình lên lên giường nữa, mình nói anh để em ẵm anh lên giường. Đó thì đây là cách để các anh chị có thể ẩm ha, giữ khí lại, giữ khí lại, hít vào bụng nào, hít vào bụng, giữ khí lại ở lưng, giữ khí ở đây, rồi ôm thôi, mình ôm người ta mình đi thôi. Rồi được cái đó, biết ơn nè, sau này chắc đánh đấm không vô á, không có khí. Con Niên Hoàng nói là mỏi tay quá thì thả tay xuống hả? Thì mỏi tay quá thì thả xuống, nhưng mà phải cho ta xuống đàng hoàng chứ đừng dùng ta xuống ha. Nhưng mà mai mốt các anh chị biết cách bơm khí ra tay nữa thì tay các anh chị sao không có mỏi đâu, tay không có mỏi. Rồi đặc biệt là chỗ khớp này cả nhà, các anh chị thấy bằng khớp của mình là nó không có lực đúng không, khớp nó sẽ không có lực. Và nếu như khớp mà nó bị thiếu khí, nó không có khí mà các anh chị làm thì sẽ dễ bị tổn thương ở khớp, dễ tổn thương ở khớp. Nhưng mà khi chúng ta biết cách đưa khí vào cái khớp như thế này thì có một người đu lên thì cũng không sao, nó có khí nó giữ lại cánh tay của các anh chị không có bị gì hết. Cái này hiện thực được cái này thì phải thêm hai người nữa để Phương xem người có ai không ha, Phương nhờ ha. Thiệt không có người cả nhà ơi, không có người để làm mà phải cần thêm hai người nữa để các anh chị thấy được. Đó là khi mình đưa khí ra tay á, cánh tay của mình nó phát huy cái sức mạnh, tại vì sẽ có một người câu lên ngay cái cánh tay của mình nè, rồi có một người đứng phía trước đặt cái tay mình lên, cái người ta câu vào ngay cái khớp này nè, nếu mà có khí mình sẽ sập xuống luôn, nhưng mà khi có khí nó giữ khí vào cái mình đi, người ta câu lên cái tay của mình cho mình đi 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 vòng vòng vậy đó. Người vui nói là chờ Hà Nội bay vô hả? Rồi xin mời chị Thê ra, thấy chị Thê ra giơ tay nè, chị mở mic giúp em, chị mở mic được cái gì. Chào thầy, thì cho chị hỏi là lần trước cái khóa trước thì chị có mở cái khí hải rồi á, thì bây giờ hôm nay mở lại thì có ảnh hưởng gì không? Không không sao chị, nó là cái huyệt thôi, mình tác động lên huyệt thôi chứ đâu có gì đâu.
Cảm Đôi ơn khi thầy. các chị nhận khí được một lần là xài cả đời á, kể từ ngày hôm nay trở về sau là các chị cứ hít thở xuống nang điền ha, chứ không phải cần là vô tập luyện hay gì đó mình mới hít thở xuống nang điền, mà hàng ngày bản chất của mình là bạn hít khí nó bạn xuống nang điền, từ nang điền nó sẽ sao ạ, nó đi khắp nơi, cứ hít thở hàng ngày là hít thở là khí nó xuống nang điền. Nhưng mà thầy hôm nay học thấy thầy dạy rõ ràng hơn á, rất là biết ơn Biết ơn chị. thầy. Chị có nụ cười đẹp, có gì chị thay ra. Cảm ơn thầy đã ngôn thí. Đẹp quá. Anh xin phép Hà Tây. Dạ. Ý ở đâu thì khí tới đó hay cả nhà. Làm thế nào đã biết mở được khí hải hay chưa hả? Thì anh tác động ngón tay vào đây là con liên hoàn, còn cái vị khí hải của mình là mình tác động mở ở đây, ý mình hiểu ở đây á, thì khi các chị tác động vào đây nó đã kích hoạt cái huyệt của mình rồi, mở khí ở đây tức là trước giờ nè mình chưa có hít thở được xuống đây đúng không ạ, mình chỉ hít mình trên này thôi, vậy thì hôm nay cái mình tác động với cái khí hải, cái mình hít mình đưa khí xuống được thì là mình mở được khí á, tức là các chị đã đưa khí được xuống á. Thì nãy giờ mình làm đó anh Tony Hoàng, tức là khi cái tay mình đưa vô như thế này là không có khí, mình hít vào cái nó đẩy bật cái tay mình ra, thì khi lúc đó là mình đã hít được khí xuống khí hải rồi, là coi như đã mở được cái đó. Hoặc là tay mình để như thế này nè, cái mình hít vào cảm giác cái bụng nó được căng đầy ra là khí nó xuống rồi. Ai mà bên thể thao chơi chạy bộ nào hít thở xuống nang điền, từ đó khi nó thông xuống chân ra tay ra chân, cái chị nó nhẹ lắm. Ý ở đâu thì khí ở đó nha cả nhà. Rồi bây giờ hàng ngày các anh chị giữ cái phơm giúp phơm. Bây giờ mình không có để cho bụng nó phình ra nữa, mà giữ cái phơm vô, rút cái bụng vô, xiết rút cái bụng vô, rút cái bụng của mình vô. Rồi vậy thì ngay đây nè cả nhà, nó có một số nhóm cơ dưới bụng của mình đó. Rồi các anh chị hình dung giúp Phương chỗ này ha, ở dưới cái chỗ mà hậu môn của mình và bộ phận sinh dục, ngay giữa cái phần mà hậu môn á và bộ phận sinh dục, ngay cái đường giữa ngay đó đó, nó có một cái nhóm cơ. Các anh chị nhíu cái nhóm cơ lên, cơ đáy sàn chậu quá cả nhà, nhíu cái nhóm cơ đó lên như này nè, nhíu lên kéo lên, giống như cảm giác các anh chị nhíu cái hậu môn mình gì đó, rút lên, rút cái nhóm cơ đó lên, rút nó lên. Rồi rồi các nhóm cơ phía ngoài này nè, chỗ cơ xương chậu rồi nè, các anh chị kéo nó về, kéo nó về đây, kéo nó về đây, mấy nhóm cơ xung quanh nè kéo nó vô để nó siết lại, kéo lại. Phương xin phép dán cái áo lên nha. Thay vì thì bình thường thì mình sẽ thả lỏng như thế này, các anh chị thả lỏng thì nó làm cho cái bụng của mình nó bị xệ ra, nó không giữ được cái phần bụng, thì các anh chị siết giữ lại giúp Phương. Rồi đầu tiên đó là nhóm cơ ở dưới, cơ đáy sàn chậu ở dưới á, ở dưới hồi nãy tôi nói đó, các anh chị nhíu lên. Rồi ngay một lớp cơ xương mu ngay đây nè, nhíu kéo nó vô. Rồi chỗ bụng xung quanh này nè, siết rút nó vô, rồi để giữ cái form của mình. Hàng ngày các anh chị cứ siết cơ sàn chậu vô, siết nhẹ cái cơ bụng trên này để giữ cái form của mình à, để luôn giữ cái form, từ từ nó sẽ hình thành cơ lên, hình thành các nhóm cơ bụng lên. Nhớ là luôn siết cái cơ ở dưới này lên, cơ đáy sàn chậu á, siết vô cơ mu rồi nè, siết kéo vô. Thì bây giờ các anh chị giữ như vậy giúp Phương, để mai mốt mình vô lộ trình siết nén, siết nén, siết nén ha, siết nén, siết nén, siết nén. Chị Phương Nguyễn cứ tập vài bữa đi, vài bữa nữa rồi trong lộ trình tập thì em sẽ nói à ha. Giữ bao lâu hả? Vô thay gân đổi cốt thì mình sẽ giữ, nó có thời gian để giữ, còn hàng ngày các anh chị cứ nhớ là nhíu cái cơ của mình lại, đừng có thả ra, cứ nhíu lại để nó giữ cái phần bụng của mình luôn. Thay vì mình thả ra thì cái bụng nó phệ ra,
Bây giờ các anh chị ship vô để giữ cái form bụng, thì từ từ nó định hình cái form mình lại, tức là cái này mình đang giữ form nè. Rồi các anh chị thấy nè ha, khi thả bụng ra thì gì là các anh chị đâu thấy ngực của Phương gì đâu, nhưng mà khi Phương siết lại nào, siết cơ bụng nào, các anh chị thấy cái ngực nó lên không, nó giữ được cái form của mình, nó nâng được cái cơ ngực lên, thì Phương được chuyển giao cái này giữ form để giữ cái dáng của mình cho đẹp. Thay vì hàng ngày các anh chị cứ đi đứng cứ xè cái bụng ra, thì bây giờ mình siết nhẹ cơ bụng lại để giữ cái form, cái này gọi là giữ cái form lại. Thẳng người lên, các chị thấy ngực nó lên không? Ngực lên nè, mình thả ra nè, thả ra nè, mình chỉ siết thôi, có giữ form, cái ngực nó được nâng lên, con bụng nó được siết nhẹ vô. Phương Nguyễn, lúc siết nén á là mình cứ hít thở bình thường, lúc siết như thế này nè, cái này mình chưa có nén nha, chỉ là siết giữ form thôi, thì các anh chị cứ hít thở xuống đan điền thôi, cứ hít thở xuống bụng dưới, nhưng mà cái cơ bụng của mình siết vô, đừng để cái bụng nó phình ra nữa. Thay vì bây giờ mình hít cái mình khiến nó đầy bụng nè, đúng không, đúng không, bây giờ các anh chị hít là cái bụng nó phình ra gì đúng không, thì mình không như vậy, thì lâu ngày cái bụng của mình nó sẽ to, mà mình giữ lại cái form, giữ form trước rồi các anh chị hít vô là mình cảm nhận khí nó xuống đây, phần bụng dưới nó chỉ hơi nhô nhẹ thôi, hơi nhô nhẹ thôi đó, nó hơi nhô nhẹ thôi chứ nó không có còn phình ra như lúc trước nữa. Rồi thế cả nhà, vậy thì mai mốt mình ship nhé, là mình xiết nén cái miếng cơ này ha, xiết nén thì hôm sau cô sẽ nói ha, hôm nay khi cô nói xiết nè thì các chị nhớ là xiết các miếng cơ này vào, kéo nó vào, hút nó vào, kéo nó về hướng gì cũng nhóm cơ dưới sàn chậu nè, kéo nó lên, kéo nó lên hướng gì cũng, các nhóm cơ ở ngoài này cũng hướng kéo vô, đúng kéo gì cũng để cũng siết vô, siết vô thì đó cái cảm giác mình rút về á, rút về á, rồi các anh chị gõ chỗ này ha cả nhà, để những ngày sắp tới mình tập á, để những ngày sắp tới mình tập á, siết nén á, rồi vậy thì ngày hôm nay các anh chị đã hít được xuống dưới bụng khí hải của mình, từ đây đến chiều và những ngày còn lại các anh chị cứ hít thở xuống dưới khí hải giúp Phương. Rồi bây giờ các anh chị nằm xuống hoặc là ngồi để mình hít thở, việc của mình bây giờ đó là hít thở, thả lỏng toàn bộ cơ thể hết, hít thở Phương sẽ bấm giờ cho, bước đầu mình sẽ hít 15 giây, khi nào đạt được 15 giây thì Phương sẽ nói các anh chị thở ra, thở chậm từ từ ra hết khoảng 15 giây, nhịp sau nữa mình sẽ tăng lên từ từ. Các anh chị nằm nằm đi để thả lỏng luôn, còn ai muốn đứng thì đứng nha. Rồi cả nhà mình sẵn sàng chưa, hít mũi nha, rồi vậy thì ai mà hơi ngắn nè hít vô nào, hít mũi hít vô nào, được có vài giây à là hết hơi không hít được nữa thì các chị đừng có thở ra mà giữ lại cái, tiếp tục hơi thứ hai hít vô, rồi hết hơi giữ lại đó, tiếp tục hơi thứ ba hít vô đến khi đủ 15 giây thì thôi, thì mình mới thở ra ha, để làm tăng cái thể khí trong cơ thể mình lên. Rồi cả nhà mình sẵn sàng thả lỏng toàn bộ cơ thể, rồi chỉ hít ha, 15 giây bắt đầu.
Rồi thở ra, thở miệng xì ra, thì chậm ra chứ đừng có nhanh, 15 giây thở chậm ra, chỉ thở không hít, chỉ thở thôi. Rồi thôi, rồi bây giờ mình sẽ tăng thời lượng lên ha, 30 giây. Chỉ hít không thở, đưa hơi thở của mình xuống khí hải, đưa hơi thở xuống khí hải, khí hải nó đầy rồi thì sao ạ? À? Cái đáy dưới này nó đầy rồi thì sao ạ? À? Tiếp tục cho nó ra sau lưng, ra dài ra ngực, cho ra tay. Các chị nhớ với Phương là ý dẫn khí, khí hải đầy rồi thì sao? Dịch chuyển nó đi, ra tay ra chân thì khí nó sẽ chạy đi. À, khí nó sẽ chạy đi ra chỗ khác thì lúc này các chị tiếp tục hít được nữa, hít được nữa. Rồi tiếp tục 30 giây bắt đầu. Rồi thở ra 30 giây. Thở từ từ, từ từ, xì từ từ ra. Cái việc mà thở ra nó cũng như là mình hít vô đó, khi các chị thở ra hít khí á, mà mình không hít vô tiếp tục thở ra. Các chị làm được kéo dài thời gian gì cũng hay lắm á. Rồi thôi, rồi thả lỏng cơ thể tí xíu. Dạ được chị Nguyễn Hiền, lúc mà hít đó, khi mà mình hít mà không đủ hơi á, không thể, ví dụ Phương nói là hít 15 giây mà một hơi thở của các anh chị hít được luôn từ một giây thứ nhất cho đến giây 15 không bị ngắt quãng thì là quá ngon. 30 giây cũng vậy, nhưng mà ai mà hơi ngắn thì mình sao ạ? À? Hít vô cái hết hơi thì tiếp tục hơi thứ hai hít vô, đến khi nào cho nó hết giờ thì thôi thì mình mới được thở ra. Rồi bây giờ 1 phút ha, hít liên tục 1 phút không ngắt hơi, nếu mà ai không ngắt hơi được thì càng tốt. Rồi bây giờ Phương sẽ đưa lên 1 phút, rồi thời gian hết 1 phút bắt đầu. Rồi xì ra, xì chậm thôi, thở chậm ra. Xả hết khí trong cơ thể mình ra hết.
Rồi thôi. Rồi các anh chị phát lại cái. Chứ nãy giờ xả khí ra quá trời, giờ phát lại cái. Anh đề quan trong quá trình phát đó, anh đừng có xì cái miệng ra, giữ lại, đừng có cho nó ra khí đường nào hết, cho nó thông ra tay ra chân của mình, cho nó khí xuống dưới đan điền trước cái đi, đừng có xì miệng ra, chỉ cái mũi hít thôi, miệng ngậm lại, mũi hít thôi. Rồi bây giờ Phương tăng lên ha, đó là 2 phút, 2 phút mình sẽ hít, 2 phút các anh chị hít được cái ngưỡng 2 phút này là coi như ngon rồi, bắt đầu hết cả nhà. 2 phút bắt đầu. Rồi, xì. Rồi các anh chị thả lỏng người tí xíu. Cả nhà mình hít được tới 2 phút không cả nhà? Tức là giữ luôn được tới 2 phút á, nếu mà một hơi của mình không đi được hết thẳng 2 phút, nhưng mà mình chỉ hít thôi, nhưng mà mình không có thở ra. Toát mồ hôi, đúng rồi đó anh Tony Hoàng. Toát mồ hôi đó. Đúng rồi, chị theo ra trong quá trình thở ra thì mình thở ra, bởi vì mình mới kêu thở từ 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 rồi, thì mình cũng tập mà, mình tập thôi mà. Rồi bây giờ các anh chị nãy giờ mà ai hết được 2 phút á, bây giờ cảm nhận mồ hôi nó đang tuôn ra không cả nhà? Phương đang bị tuôn mồ hôi ra nè, mồ hôi nó bắt đầu nó tuôn ra. Dạ đúng rồi anh Hoàng,
khi mà hít vào bụng nó đầy ra, phải không, dịch chuyển ý ra tay ra chân thì khí lúc này nó đi ra tay ra chân, tiếp tục mình hít vô nữa. Chị Thảo Liên nếu mà nằm không được thì chị có thể ngồi, ngồi hoặc là đứng đều được, làm sao cảm giác mình thấy thoải mái. Vậy thì quá trình này á cả nhà, khi khí nó vào á sinh nhiệt lên, nó nóng cái thân nhiệt nóng người của mình lên, lúc này nó toát mồ hôi ra, nó giải tháp ra cho mình luôn. Tới giờ mà Phương đang còn mồ hôi, nó đang còn tuôn ra nè. Rồi, hôm nay mình tập tới đây nha cả nhà. Em biết ơn thầy ạ. Dạ. Rồi bây giờ chốt lại, đó là các anh chị nhớ giúp Phương, đó là ý dẫn khí, ý ở đâu thì khí về tới đó. Ý dẫn khí ha, ý ở đâu thì khí sẽ tới đó. Và các anh chị nhớ giúp Phương một cái hình này, những buổi còn lại mình sẽ theo cái hình này mà mình tập, không phải là nhớ cái hình này, không phải nhớ cái hình mặt này, nhưng mà các anh chị nhớ những cái quá trình mình hít và siết nén ha. Siết ngày mai thì quá trình bơm khí ra tay á, thì Phương nói thêm quá trình nén thêm. Rồi bây giờ mình sẽ định hướng của mình trong quá trình tập. Hình ảnh tâm trí của mình nó sẽ quyết định lên cái kết quả của mình với góc nhìn của công thức cội nguồn cuộc sống. Các anh chị đã được học bên lớp thấu hiểu nội tâm. Để mình có được cái kết quả trong lộ trình tập luyện ở đây, để mình có được kết quả trong lộ trình tập luyện ở đây, thì các anh chị giữ với Phương hai cái hình. Đó là thân hình chuẩn như người mẫu, sức khỏe của người sắp. Và những bài tập sắp tới thì Phương cũng tập để kiến tạo cho các anh chị cái hình đó luôn, để đạt được cái đó. Thân hình chuẩn như người mẫu, sức khỏe của người sắt ha. Sức khỏe của người sắt ở đây á, đó là các anh chị có một cái sức khỏe chơi được Ironman, đó là bơi biển 1,9 cây số, đạp xe được 90 cây và chạy được 21 cây. Thì mình có sức khỏe của một người sắt. Rồi thân hình chuẩn như người mẫu, tức là thân hình của mình chuẩn với chính mình, thân hình chuẩn dáng đẹp. Thì đây là cái mà mình cần hướng tới. Thì có phải khi các chị có được sức khỏe của người sắt thì những cái bệnh mà mình nó phải cũng không có luôn đúng không ạ? Nó cũng sẽ không có diễn ra, tại vì mình đang hướng đến khỏe mạnh mà. Dạ. Thân hình chuẩn như người mẫu, sức khỏe của người sắt. Rồi mình chỉ hai cái hình đó thôi để các anh chị tập. Và những anh chị còn lại hay là những cô chú còn lại thì cứ tập để khỏe mạnh, nhưng mà dựa trên hai cái hình đó để mình đi ha. Sức khỏe của mình ngày càng thay đổi, tức là các anh chị có được cái đích đến đó, có được cái đích đến của mình ở đây, đến ở đây, cái mình ở đây mình đi, thì mình đã có được cái định hình cái đích đến này, thì mình có con đường để mình đi. Ví dụ như vậy thì quá trình mỗi ngày các anh chị cứ tập hướng đến cái sức khỏe của mình. Tại vì bây giờ nói cái sức khỏe tốt hay là sức khỏe khỏe mạnh thì nó cũng chưa có rõ nét cái hình cho cả nhà, nên mới mượn hai cái hình đó, sức khỏe của người sắt. Thì khi nói đến sức khỏe người sắt thì các anh chị có một cái hình, đó Hay là Ironman, là thi thế được đó chơi được thành cao cái đứa trong hội viện để nó từ kia cái hình đứa mẹ cách nhau ra để cho nó đến thử. à. Có những đứa sức khỏe của mình có thể chơi được ba môn: bơi, đạp và chạy.
Vậy thân hình của mình thì chuẩn, thì các chị thấy có được cái hình hơn. Rồi, được ha cả nhà. Được ha. Sức khỏe của người sắp thì theo các chị nè. Sức khỏe của người sắp bơi được nè, đạp xe được nè, chạy bộ được nè. Vậy thì những cái tình trạng mà bị đau nhức xương khớp hay những cái bất ổn khác thì sao? Nó đâu có vấn đề gì đâu, tại vì mình đã chơi được cái bộ môn đó rồi thì những cái kia nó đâu có vấn đề gì đâu. Tức là mình sẽ theo cái nguyên lý ánh sáng, mình không có đi tập trung cho cái bệnh tật nữa, mà là hướng đến sự khỏe mạnh. Hướng đến sự khỏe mạnh. Để trong tương lai tới, người Việt của mình đó, ai cũng có thể chơi được bộ môn Ironman. Và trên thế giới phải nể phục người Việt của mình, sức khỏe về thể chất. Tại vì bộ môn Ironman đó cả nhà, thì những lần mà Phương đi, Phương chưa có thi, nhưng mà Phương là theo phụng sự cho sức khỏe, thì Phương thấy các mọi người trên thế giới quy tụ về chơi đông lắm, và thể chất của người ta tốt lắm. Việt Nam của mình thì chưa có đông, nên tập nâng cái thể chất người Việt mình lên, và sau này bộ môn Ironman ai cũng có thể chơi được, ai cũng có thể chơi được, thì lúc này sức khỏe thể chất mình được thay đổi. Rồi những ngày sắp tới mình kết hợp khí này vô, mình sẽ có 11 động tác, tức là 10 động tác bổ trợ cho quá trình các chị tập luyện. Và động tác thứ 11 đó là thay gân đổi cốt, kết hợp vô thêm tập thay gân đổi cốt. Khi các chị tập 10 động tác bổ trợ xong, mình sẽ tập thay gân đổi cốt. Anh Hoàng là thi 2 lần này hả? Tony Hoàng là. Dạ. Chị Hiền muốn chia sẻ gì đó, chị Hiền thấy chị giơ tay. Em xin thầy mấy phút được không ạ? Chị. Vâng, thầy ơi, hôm nay được thầy giảng về cái giữ khí mới hít khí, em thấy rất chi là thấm như thế. Nhưng mà em có một cái thắc mắc là em có tập bài thở của Wim Hof ấy, tức là khi mà mình thở hết ra ấy, thì là mình sẽ lín thở ấy. Thì thường của Wim Hof là lín thở là 1 phút đến 2 phút. Thế nhưng hôm nay thầy lại dạy là khi mà mình hít vào mình giữ 2 phút, thì là em hỏi là nếu em đang tập của Wim Hof mà giữ thở 1 phút rưỡi đến 2 phút đấy, thì không biết là nó ảnh cơ thể mình nó có ảnh hưởng gì không nhỉ? Tức là chị đang tập bên kia là tập hít thở đến thở 1,1 phút rưỡi hả? Tức là thở ra và giữ hơi đến 1 phút đến 1 phút rưỡi đến 2 phút ạ. Dạ. Tức là thở ra để mình giữ hơi ạ. Thế như hôm nay bài của thầy là hít vào và giữ hơi ạ. Thì quá trình mình hít vào, mình làm hít vào không phải là giữ ở đó, mà làm gì là cả nhà, làm tăng cái thể khí trong cơ thể mình lên. Không, nhưng mà em đang tập cái bài kia là thở hết ra, tức là thở hết hết sạch ra rồi xong rồi giữ hơi ạ. Thì đó là những cái phương pháp thở, mà nếu mà chị theo cái trường phái bên đó thì mình theo, còn ở đây mình em nói thiệt với chị á, hồi lúc trước em tập Như vô em lúc thấy trước bài của thầy thì em thấy là nó khoa học mà logic hơn là bài theo bài tập thở kia. Tại khi mà nghe thầy giảng thì em thấy là đúng là nếu mà mình hít vào mình dẫn khí đi thì nó sẽ tốt hơn là khi mình đẩy hết khí ra và mình giữ hơi. Đấy là theo ý hiểu của em thế. lúc trước trong MMC á, cả nhà một ngày Phương có ba cách hít thở. Sáng tập thay gân đổi cốt thì hít mũi thở miệng, trưa tập yoga thì sao ạ? Yoga mỏi khớp á thì hít mũi thở mũi, tới chiều lại bơi lội, đó là gì, hít bằng miệng, tại vì xuống nước tập bơi á phải hít bằng miệng và thở miệng ra, thì nó có nhiều cái cách để mình hít thở thôi. Thì bây giờ chị tập thấy cái nào phù hợp thì mình làm. Tại vì là em nếu mà em thở hết ra ấy, thì em có thể giữ hơi được 1 phút rưỡi. Thế nhưng mà hôm nay mà vừa hít vào mà giữ hơi chỉ được 15 giây là cũng không giữ được. Dạ thì cái này á mình không có giữ đâu, mà là mình đang làm tăng thể khí lên. Ví dụ như một cái ly nước như thế này đi,
mà hàng ngày mình hít thở nè, dung lượng khí của mình xuống được khoảng nhiêu đây thôi đó, hít được nhiêu đây thôi. Ví dụ như nãy chị nói là 15 giây, nhưng mà bây giờ mình làm tăng cái thể khí này lên, tức là làm tăng cái thể khí trong cái ly này mình lên, đó là mình hít lên 30 giây, không phải là mình hít đó mình giữ ở đó mà là tiếp tục hít đó, chị hiểu không? Là tức là hít liên tục ạ. Liên tục luôn chứ không phải là giữ ở đó, để làm tăng À? cái thể khí này lên nè, để tăng lên nè, để từ từ khí nó lưu thông hết toàn bộ trong cơ thể của mình, thể khí nó được lưu thông hết 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 trong cơ thể, thì chỉ cần mai mốt các anh chị sao ạ, hít một hơi thôi là khí nó tràn đầy ra, là mình cảm thấy khí của mình nó đủ đầy luôn, còn do bây giờ mình mới hít thở. À đây là thầy dạy cách là để mình hít, mình hít, mình dẫn À, khí vào đúng không ạ? để Dẫn tăng khí cái thể vào. khí lên, để tăng cái thể khí lên đó, tại vì oxy của mình cần, xin lỗi, tế bào nó cần oxy mà, thì quá trình này mình hết để làm tăng để khí lên, khí nó đi đến từng tế bào, Đợt đi đến từng tế trước bào. là mình hít vào là do cái hít của mình nó lông, bây giờ là thầy dạy này để cho mình hít khí mình nó sâu vào đến đan điền và nó tỏa ra các. Đây là mới bước đầu thôi, bước đầu để các anh chị làm hết vào cái thể khí khí hải thôi, và từ đó làm thông suốt khí trong cơ thể, rồi để mai mốt mình vô thay gân đổi cốt các anh chị tập, hiệu quả nó cao hơn nữa, nó phát huy cái sức mạnh và phát triển căn cơ nữa. Cảm ơn thầy ạ, hôm nay thầy giảng hiểu lắm ạ. Trước em cũng chỉ biết là hít vào để phình bụng ra nhưng không hiểu cái lan điền, vị trí lan điền thế nào. Hôm nay thầy giảng em đã hiểu được cái vị trí lan điền đấy. Rồi thì bây giờ cứ hàng ngày các anh chị hít thở gì đi, cứ hít thở xuống đan điền để có khí, để tăng cái thể khí mình lên, rồi khi nào các anh chị cần sức mạnh thì hồi nãy Phương có hiện thực cái sức mạnh này đó, thì các anh chị lấy sức mạnh từ khí, còn hàng ngày thì cứ hít thở cho khí nó thông suốt cơ thể. Thế bây giờ mình cứ hít ngày nào mình hít liên tục được không, mọi lúc mọi nơi được không? Đúng rồi, em tăng hỏi em mình em luôn hỏi hít một chút là khi mà em chạy ý, em tham gia chạy mà khi em hít sâu vào mình để ý vào cái lan điền ý, là mình hít sâu vào thì mình chạy mình thấy rất khỏe. Thế thì khi mình chạy mình vừa chạy vừa để ý vào cái lan điền đấy để mình hít cái đẩy cái khí vào đấy thì mình cảm thấy chạy nó rất khỏe lên rất nhiều. ở đây, nó trung tâm bể khí của mình mà, khí hải đan điền nó là trung tâm bể khí, thì chị khi chị hít xuống đây thì bể khí của chị nó đủ đầy, thì từ đó khí nó đi được nhiều hơn. Cảm ơn thầy nhiều ạ. Thì cái này mình đơn giản hóa lại, các anh chị có biết cái này nhiều người ta đi khí này ta phải mất thời gian lâu lắm á. Cái đợt đó trong MLCA có một người anh này cũng là bên võ thuật võ sư á, ông đi tìm cái khí này cũng mất mấy năm á, nhưng đến hôm đó ông tập vô cái đưa vô cái thay gân đổi cốt, cái ông ngộ ra được, cái ông chuyển giao lại cho mình. Lúc đầu ông chuyển giao lại ông nói mất cái này khoảng mấy tháng thì mọi người mới nhận được, thì thầy mới nói đó là không, em rút ngắn thời gian lại đi, thì ông rút ngắn thời gian lại thì hình như Phương nhớ là mười mấy ngày là ông chuyển giao được hết cho mấy anh em trong đó. Khóa sau thì sao ạ? Còn vài ngày thôi. Nhưng mà những đợt sau nữa mình chuyển trực tiếp thì khoảng trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì mọi người đều nhận được hết. Rồi những khóa đầu của Dung á thì mất khoảng mấy buổi. Nhưng mà bây giờ các anh chị một buổi đầu thôi là các anh chị đã nhận được rồi đến thời điểm này. Rồi nếu như mà trực tiếp luôn á thì nó tầm vài phút à, là chuyển giao cho các anh chị nhận được khí và sức mạnh mọi cái luôn, mất vài phút. Thì Phương bữa Phương có can thì khoảng tầm 15 phút, 15 phút là người ta nhận lại được cái khí này, tại vì nó chỉ là ý thôi mà, ý dẫn khí thôi, nên hàng ngày các anh chị cứ hít thở xuống đan điền để khí nó đi hết toàn bộ trong cơ thể. May mắn đó là có thầy luôn chỉ điểm để sao chỉ điểm cho mình để rút ngắn lại, rút ngắn đơn giản hóa lại hết, đơn giản lại, thì các anh chị bây giờ đã nắm được cái đơn giản rồi đó, bây giờ biết được khí hải vùng đan điền nó là trung tâm bể khí của mình rồi, vậy thì bây giờ để hít thở thì mình nắm được cái câu đó là ý dẫn khí, ý ở đâu thì khí tới đó, thì các anh chị đặt ý xuống đây thì khí nó xuống rồi, coi như là xong.
À, vậy mình kết thúc lớp ở đây nhé cả nhà. Kết thúc lớp ở đây. Hẹn gặp lại các anh chị vào trưa ngày mai. Biết ơn sự hiện diện của cả nhà mình và đồng hành tới giờ này, 1:40 à. Biết ơn cả nhà. Biết ơn Dạ, biết thầy, ơn biết thầy. ơn thầy. Chào cả nhà, biết ơn thầy nhiều. Hôm Dạ, nay thầy, Phương nhiều việc bye quá, bye mất thầy. nhiều thời gian của cả nhà. Biết ơn thầy. Quá thầy ơi. Biết ơn cả nhà. Biết ơn thầy. Biết ơn thầy, cảm ơn thầy, tạm biệt thầy. Đến mai.